Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay văn phòng nhận được cái hợp đồng từ Tropicanity. Tropicanity là một cái tổ hợp tiếng Anh và dạy trên mạng. Và vui lắm các bạn, khi mà vừa làm luật sư vừa muốn học hỏi thêm tiếng Anh để sau này mình có thể giao tiếp, communicate với rất là nhiều người. Tự nhiên có một cái nội lực rất là tuyệt vời, mong muốn có một cái nguồn năng lượng tràn đầy. Đây là một cái hợp đồng của Topica. Và hôm nay tôi cũng muốn san sẻ đến quý vị và các bạn nội dung cơ bản của hợp đồng. Các bạn ạ, bây giờ đơn giản thôi, chúng ta đi mua một cái phần đất thì chúng ta có hợp đồng chuyển nhượng. Khi chúng ta bán một cái nhà thì chúng ta có hợp đồng mua bán nhà. Khi mà chúng ta đến ngân hàng chúng ta vay tiền thì có hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp. Khi mà chúng ta nhờ ai đó làm một cái việc gì đó thì chúng ta có cái hợp đồng ủy quyền. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị và các bạn những nội dung cơ bản của hợp đồng nha. Thì theo quy định của Bộ luật Dân sự thì tùy theo cái tính chất của một cái hợp đồng mà có một số cái nội dung cơ bản. Tôi nhớ có một lần tôi được mời để đàm phán một cái công ty của Đài Loan ký một cái hợp đồng mà sản xuất pin ắc quy trong cái khu công nghiệp Trảng Bàng. Và tôi thì được mời với tư cách luật sư, thì sau đó hay quá, tôi cũng có thể là nói được tiếng Anh và nói được tiếng Hoa, và sau đó tôi sử dụng những cái phổ thông để giảng giải cho họ để họ được hiểu. Thì trong đó tôi với cái anh luật sư của cái hai bên đó, luật sư đối tác partner đó, có nói rằng là trong một số hợp đồng như là hợp đồng gia công, hợp đồng thuê thì nó có một số nội dung cơ bản. Và giải thích hoài, giải thích mãi không biết nội dung cơ bản là cái gì. Và cuối cùng thì phải nhờ tới chuyên gia can thiệp. Đối tượng hợp đồng trong cái hợp đồng thuê đó là thời hạn, đó là mục đích, quyền và nghĩa vụ của các bên. Đó là cái hợp đồng thuê đất ở Việt Nam trong thời hạn là 99 năm. Còn hợp đồng này thì nó có những nội dung cơ bản như thế nào? Đây là một cái hợp đồng đào tạo ngoại ngữ các bạn ạ, nhưng mà online. Thì tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn những cái nội dung cơ bản. Nội dung cơ bản rằng là học viên đồng ý sử dụng khóa đào tạo trực tuyến do học viên cung cấp. Nó có gồm có tên của khóa học, thứ hai là mã gói khóa học, thời gian đào tạo là 360 ngày. Thì tôi đăng ký gói này thời hạn là 1 năm, cho nên thời hạn là 1 năm, thời hạn của hợp đồng là 1 năm. Thời gian bảo lưu tối đa gì đó. Thì trong cái quá trình học thì tôi biết rằng là thí dụ như trong trường hợp tôi có đi công tác 1 tháng, 2 tháng thì chúng ta sẽ bảo lưu lại và thông báo với giáo viên mà chủ nhiệm mình đó, để mình biết, để mình gia hạn lại cái thời hạn học và sẽ không được tính trong cái thời hạn là 360 ngày. Các bạn thấy không? Cái đối tượng hợp đồng rất là rõ. Tên của cái gói sản phẩm. Thứ hai là cái mã. Cái thứ ba là cái thời hạn. Chúng tôi chỉ đào tạo anh trong thời hạn 1 năm thôi. Còn chúng tôi quá thời hạn 1 năm là hết cái hợp đồng các bạn nha. Thì thông thường cái thời hạn này trong cái hợp đồng đặt cọc người ta vẫn thỏa thuận là 1 tháng, 2 tháng chẳng hạn. Còn trong cái hợp đồng ủy quyền thì lại khác, hợp đồng ủy quyền là có hiệu lực trong vòng 1 năm. Còn nếu như trong thời hạn của hợp đồng có thể là nhiều, các bạn biết không, hoàn thành hết công việc. Cái này quan trọng đây, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Thực sự ra thì đây là một hợp đồng mang một tính chất học tập,
Cho nên quyền và nghĩa vụ thì tôi nghĩ rằng nó cũng đơn giản thôi. Quyền của người được học là được cung cấp những cái thông tin về điều kiện về vật vật chất để đầy đủ. Còn nghĩa vụ của người học là phải học chứ. Bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Quyền và nghĩa vụ của học viên. Quyền làm gì? Cam kết học theo đúng lộ trình và hướng dẫn, tuân thủ các quy định về kỹ thuật, nội quy lớp học, tuân thủ các quy định về bảo lưu và kích hoạt tài khoản. Thanh toán đầy đủ học phí, không được cung cấp, rao bán, mua bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin nội dung gói học cho bất cứ bên thứ ba nào. Quyền đó quý vị và các bạn. Rồi, đến quyền và nghĩa vụ của cái tổ chức dạy anh văn là như thế nào? Giảng dạy đúng theo chương trình và theo tiến độ học tập đã được hai bên thống nhất. Đánh giá kết quả cấp chứng nhận khi thành viên hoàn thành khóa đào tạo. Cung cấp tài khoản mật khẩu của học viên cho học viên chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nhận thanh toán. Kệ. Thật ra cái quyền và nghĩa vụ trong cái hợp đồng này nó mang một cái tính chất là giữa giáo viên và học sinh là chính. Chúng ta vấn đề thứ hai của hợp đồng đó là quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch hợp đồng. Cái số 1 là đối tượng hợp đồng. Thứ ba nha quý vị. Chuyển nhượng tài khoản. Thì như tôi nói đó, trong một số cái hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán thì nó có một số đặc thù riêng. Thì trong cái hợp đồng giảng dạy thì có cái đặc thù là chuyển nhượng tài khoản. Học viên không được phép chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài hợp đồng mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản. Thì thường trong cái hợp đồng ủy quyền có một cái động tác đó quý vị, là ủy quyền cho người thứ ba. Trong đó có một cái câu trong trường hợp ủy quyền lại thì phải có sự đồng ý của bên ủy quyền bằng văn bản. Điều kiện chuyển nhượng tài khoản của học viên còn ít nhất là 50% tài khoản chưa bao giờ chuyển nhượng. Đóng học phí chuyển nhượng là 500 ngàn. Thật sự là tôi đóng cái số tiền này tới 15.200.000. Học phí và điều khoản thanh toán thì đây là một cái tính chất bảo mật cho nên tôi chỉ lướt qua nha quý vị. Học phí là khoản tiền mà học viên phải thanh toán cho Topica để được sử dụng khóa đào tạo. Và trong đó có hình thức thanh toán là chọn là chuyển khoản gì gì đó. Điều kiện thứ ba, rút học phí. Học viên chỉ được phép rút học phí khi thuộc trong các trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thì thôi thôi. Quý vị và các bạn biết không? Tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn rằng hiện tại cái niềm tin giữa con người và con người dở quá. Niềm tin của các anh chị em trong cùng một nhà cũng không có nữa. Niềm tin của các anh chị em Việt Kiều về nước đầu tư đưa tiền xong mất trắng. Niềm tin của anh chị em ruột rằng là sau khi ba chết mẹ chết rằng là thôi để tôi đứng tên rồi có gì tôi chia lại cho các ông các bà, cuối cùng không có. Cho nên bắt buộc phải bằng giấy mực, bút mực, giấy tờ. Thông qua cái video này tôi tặng cho quý vị và các bạn những cái điều khoản chủ yếu của cái hợp đồng. Mà đặc biệt đây là một cái hợp đồng đào tạo ngoại ngữ các bạn ha. Hy vọng rằng là với một cái video này để tặng cho quý vị và các bạn, các anh chị em là những người đang trong một cái quá trình là bán cái sản phẩm, bán cái dịch vụ, bán cái sản phẩm trí tuệ, bán cái sản phẩm của mình trên mạng, thì chúng ta cũng nên thiết lập một cái hợp đồng. Ví dụ như bây giờ tôi chỉ nói là bán một cái sản phẩm, nó là dạy một cái tiếng Anh giao tiếp, hoặc là bán một cái sản phẩm về hướng dẫn làm web, hoặc là bán một cái sản phẩm về phần mềm video scriber hướng dẫn cho họ từ A tới Z
cầm tay chỉ việc cho họ về cách tải phần mềm Video Driver, hoặc sau đó thì tạo ra một sản phẩm số chẳng hạn. Hy vọng rằng là kênh video của tôi như là một hình thức giải trí tặng đến quý vị và các bạn trong những cái buổi gọi là vàng thao lẫn lộn hiện tại, một cái sự san sẻ cần thiết cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cần những cái thông tin về chuyên gia, về luật sư chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể giúp cho quý vị và các bạn trong một cái kiến thức của một luật sư Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.